V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Hepatic giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. Vinashoptv.com 1-855-855-5888. Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống VietTV Radio. Thưa quý vị, đây là chương trình Cà phê sáng sáng ngày hôm nay thứ năm với chú Phạm Cơ, anh Quang Chương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình ở khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Chương. Dạ vâng, chào chị Tường Minh và xin chào quý vị khán thính giả của hãng quán cà phê. À vâng, trước tiên chúng tôi xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh. Nhanh quá là nhanh, hôm nay là chúng ta thấy studio có hoa cúc, hoa tươi để chuẩn bị cho Tết rồi. Còn có không bao lâu nữa thì tới Tết, không biết là với cái không khí sáng ngày thứ năm ở ngoài cũng không có lạnh lắm hả? Ừ, lạnh chứ. 50 độ thôi. Lạnh nè, sáng này chỉ có 4 mấy độ. Lạnh hay nóng, vàng hay đỏ gì cũng là ngày thứ năm rồi, mai thứ sáu. thì đó là vui. Hôm nay tình cờ tự nhiên lại áo nàng vàng, studio lại có hoa cúc. Này là sao anh Phạm Kê? Nhắn nhủ ai đó thôi chứ không phải nhắn nhủ anh với tôi đâu. Yeah, anh cứ yên tâm đi. Chưa kịp nói là đã tự thú rồi. Tự thú rồi. Tại đi vô thấy hoa cúc vàng quá, tự nhiên nhìn thấy mình sao tự nhiên ngày hôm nay nó matching vậy. Chứ không phải chiều hôm qua chị thấy người ta order hoa cúc về đi rồi ngày nay mặc áo vàng. Không có order. Nhưng cà phê sáng thì cũng phải cảm ơn một cộng tác viên vô cùng đáng yêu của đài VietTV Radio. Từ trước đến nay, năm nào cũng như là năm nào, cứ mỗi dịp xuân về thì chú Đồng Bốn luôn luôn ưu ái cho đài, tặng những cái đó hoa rất là tươi đẹp để cho đài trang trí. Thì chú có nhắn là ủa tụi cháu đâu có cần hoa làm gì đâu, xin sẵn rồi. Nói không chú ơi, cái đó không có đúng. Tụi cháu phải núp ở đằng sau hoa thì tụi cháu mới xin được. Dạ thì đó, cũng cảm ơn chú Đặng Bốn luôn luôn ủng hộ đài, chẳng những là cộng tác viên để mà giúp đỡ cho các chương trình. Năm nào thì cũng có hoa, dịp Noel hay là dịp Tết đều có hoa gửi tặng cho đài. Xin thay mặt cho đài cảm ơn chú rất là nhiều. Mình cũng cảm ơn anh Đoàn Bốn cho anh có nhiều lời khuyên về vấn đề trồng hoa hay là cây cỏ trong vườn. Anh là một người phải nói là một người cừ phách trong làng trồng hoa và trong cây kiện. Khoái nhất là cái tên của chương trình của chú Đoàn Bốn, Vườn Ta Trời Tây. Nghe nó sao nó đã thì Vườn Ta Trời Tây. Chú có nhiều tài lắm, còn có tài đọc thơ, có tài MC rất là duyên dáng. Nói chuyện rất là vui, mỗi lần nói chuyện với chú không có muốn cúp phone luôn. Rất là bình dị và hài hước. Nhưng mà xin báo với chú Đoàn Bốn, ngày hôm nay sản phẩm của chú đang bị cạnh tranh rất là khốc liệt. Không một người dám khoe sắc thi thố không? Với lại hoa cúc của chú. Hoa đó đó là nó để đâu nó ngồi im đó thôi, còn hoa này là nó chạy lung tung. Hoa biết nói. Biết nói mà còn biết chạy lung tung nữa. Không, phiền cuộc phiền nói hết. Hoa biết nói ngang. Hoa chứ phải cua đâu mà ngang. Ngày hôm nay thì thôi mở đầu chúng ta có những điều vui vui để có cái không khí mùa xuân. Tường Minh cũng thấy khi mà đi tới những cái người thân chủ quen để mà lấy quảng cáo đó, thì có một cái chị đó cũng là rất là quen thuộc với đài, cũng là một cái thân chủ từ nào giờ với đài. Chị nói chứ năm nay buồn quá em ơi, chị không muốn quảng cáo hoặc gì hết trơn đó, thôi để qua mùa xuân đi rồi mình bắt đầu. Nhưng mà Tết thì nếu mà ai cũng buồn hết thì làm gì có Tết, thôi mình cứ làm cho Tết nó vui vẻ đi, rồi nó mới có thể khởi đầu một năm mới nó tốt hơn, đúng không? Chứ mà bây giờ mình mang những cái buồn của năm cũ đi qua năm mới rồi Tết nó cũng bị ảnh hưởng thì nó sẽ không có vui, và cái sự khởi đầu của năm mới nó không vui thì nó cũng
có thể theo cái lời dị đoan của nhiều người thì nói chứ đầu xuôi không xuôi thì đuôi nó không có lọt. Thành thử ra thân chủ nào mà buồn quá không muốn quảng cáo thì cứ quảng cáo vậy, liên lạc với Tường Vinh. Đừng có nhưng bỏ mà yên chí, tại vì đài cũng đang chuẩn bị trở lại chương trình Loto cho các bạn trong cái dịp Tết này, thành ra là quý vị nếu mà mùng ba Tết nha cảm thấy buồn thì chuẩn bị để mà chuẩn bị đón những cái chương trình Loto của đài sẽ được trở lại ngày mùng ba Tết. Mùng ba Tết là cái show bắt đầu, show đầu trong tiên một chuỗi mười hai show, mười hai show là season 3 đó. Thì sẽ chuẩn bị Loto trở lại. Không biết là quý vị khi mà nhận cái tin này quý vị vui không, nhưng mà anh chị em xứ ngôn viên, các nghệ sĩ, các MC, những người làm chương trình, những người biên tập chương trình đó, là em thấy là nó hào hứng, nó nô nức và nó vui còn hơn là quý vị nữa. Không biết là tại sao mà ai cũng mê cái show Loto hết trơn. Từ già tới trẻ, từ bé tới lớn, từ người làm chương trình cho tới người mà theo dõi chương trình luôn, đều rất là thích thú. Tuy nhiên thì chúng ta có nhiều cái season bởi vì phải có bảo trợ. Phải có bảo trợ. Cũng đang hy vọng rằng là sẽ có những giải thưởng đặc biệt hơn những năm trước trong đúng cái dịp rồi. Tết này, tại vì nó rơi vào ngay cái dịp Tết Nguyên Đán nữa. Vui ha. Thành ra là sẽ hy vọng sẽ có những giải thưởng đặc biệt hơn. Đúng rồi. Nếu mà mình tài trợ nhiều thì giải thưởng đúng sẽ rồi, có. Đúng rồi, ăn thua là quý vị bảo trợ, mà tại cái chương trình này là nationwide nữa. Thành ra mà bảo trợ chương trình này thì rất là tốt, mà bảo đảm là rất là vô cùng là đông. Thính giả theo dõi chưa bao giờ em thấy một cái chương trình nào của đài mình, Chào Bình Minh thì đã đông rồi, Cà Phê Sáng thì cũng đông, một vài những cái chương trình mà về professional giống như là những chương trình buổi chiều, Di Chú hay là các chương trình đó thì đông lắm. Tuy nhiên thì cái chương trình Loto phải nói là vượt bậc. Rất là vượt bậc. Một lần người ta nhắn vô mấy chục ngàn người, nhắn vô để lấy số ha, mấy chục ngàn người một cái, rồi chưa kể là người ta share rồi người ta coi lại nữa, đông quá chừng là đông, coi trên TV nữa, lấy số là một chuyện mà coi là một chuyện nữa, và cũng rất là vui. Thôi một cái tin vui cho quý vị ăn Tết, để cho những ai mà còn một chút buồn thì thôi chuẩn bị tinh thần, quẳng gánh lo đi rồi đón Tết. Đón Tết ha. Thôi ngày hôm nay thì trở lại với chủ đề thì Tường Minh thấy có một cái câu mà hầu như là mấy anh hay nói lắm, ra ngoài đủ thứ chuyện hết, các anh mà làm đụng vất vả, các anh cái gì các anh cũng hay thường hay nói cái câu là hy sinh đời bố và củng cố đời con. Anh chưa có nói, có bao giờ nói câu đó không? Em thấy là hầu như ông nào cũng đã có một từng lần một nói ha, vất vả quá, nói anh vất vả nhỉ, không sao, thôi kệ, nó cứ hy sinh đời bố củng cố đời con ha. Chú Cơ thì thấy cái câu này như thế nào? Hy sinh đời bố có củng cố được đời con không? Thì nhiều cũng được chứ. Đúng được rồi, chứ sao được, phải, được chứ. Nhưng cái câu này là nó xuất phát từ bên Việt Nam sau năm 75, người ta hay nói vần nói điều lắm. Những cái câu này nó phổ biến và người ta thích vì nói ra nghe êm tai. Mà ai cũng biết rằng là cha mẹ thì bao giờ chẳng phải hy sinh cho con cả. Nhưng mà tại sao lại gạt bà mẹ ra ngoài cái chỗ hy sinh này thì cũng hơi lạ. Tức là bà mẹ và khỏi phải hy sinh, chỉ có cần bố hy sinh thôi. Mẹ thì có câu khác anh, hy sinh đời mẹ nên mà che chở đời con. Không, đó là anh nghĩ ra thôi chứ tôi không thấy cái câu này, bởi vì mấy câu này là mấy câu truyền miệng đó, cũng giống như là tiền là tiếng Phật, là sức bật của con người, nụ cười của tuổi trẻ đó, vâng, là những câu bên Việt Nam. Không, nhưng mà thực ra cho dù nói hay không nói, giống như câu anh nói này, nó xuất phát từ bên trong nước nhiều chứ, trong nước nhiều như quan chúng chưa bao giờ nói cả, nhưng mà cái mục tiêu của đời sống mình bây giờ là nó là như vậy, không nói nhiều, như không nói nhưng mà là cũng là như vậy, đúng rồi. Giờ mình còn gì nữa, xe xua gì nữa, thôi làm việc để mà hy vọng là có thể giúp đời con mình nó phát triển hơn thôi. Không, thì bây sau giờ này truyền thanh thì có Việt TV chẳng hạn, còn trên văn chương chữ nghĩa báo chí thì có Facebook, thành ra khi nào họ viết hết, thành ra bởi vậy cho nên cái mọi vấn đề mình nói ra nó rất là ồn ào, ai cũng biết, ai cũng nghe, và rất là như là Facebook thì phải nói rằng là cái nguồn mà rất là mạnh mẽ từ bên Mỹ cho tới bên Việt Nam. Khắp thế giới. Không phải chỉ có Mỹ, Việt Nam ha. Bây giờ mình kết nối châu Âu, châu Á, đủ hết, bạn bè ở khắp muôn phương. Những cái anh mà hơi lùn lùn đó, không có được có chiều cao lắm á, thì ráng đi kiếm các cô mà
chân dài dài lấy rồi xong rồi nó hơi lệch lệch, nhưng mà không sao. Bảo là tại sao anh thấp thấp và anh lấy vợ cao cao thế? Thì tại vì anh hy sinh đời bố, anh củng cố đời con, đổi cho 21 con nó cao lên tí. Xấu xấu thì gắng kiếm vợ cho nó đẹp. Tôi lần đầu tiên tôi nghe nói chuyện hy sinh đời bố, củng cố đời con mà liên quan đến chuyện sách. Tôi chỉ nghe chuyện tiền bạc. Bây giờ chú thấp đúng không? Bây giờ chú muốn có một cái đứa con nó cao thì chú phải lấy vợ cao chứ. Chú lấy vợ mà cái lý luận này là để đổi thừa thôi. Dạ, để còn đổi thừa thôi. Đi lấy chân dài để cho làm cho con. Thì đó là tại vì hy sinh đời bố cũng có cho đời con. Chú phải mê chân dài. Bây giờ mình ngắn thì mình phải kiếm người nào dài dài để mình lấy cho nó dài ra chứ. Nếu mà mình cũng bé bé xinh xinh như mình thì là con ra cũng giống như vậy thì đâu được đâu đúng không? Còn lỡ mình mà không có nhan sắc chút, mình kiếm cô nào mà xinh xinh cao siêu quá, nghĩ xa quá. Không phải sao? Bây giờ cái người này đã qua cái giai đoạn đó rồi mà cứ nói chuyện cũ không à? Nói chuyện thời còn ngây thơ mà còn ra mắt liếc trai rồi vậy. Ủa chú, đâu ai cấm liếc đâu chú? Đừng làm gì thôi nhưng mà liếc. Thế bây giờ con hỏi vừa chú vừa đó, nói vừa đó chứ không phải dễ đâu. Chú bây giờ chú ra đường, chú ra đường chú thấy gái xinh coi chú có nhìn không? Đúng rồi. Chối là có tội ngay đấy, nó phải nhìn thôi. Chú vẫn. Nhưng mà thừa nhận là con tội nặng hơn nữa. Nhìn không có tội nha. Thấy trai xinh gái đẹp, quý vị cứ việc nhìn, cứ việc chiêm ngưỡng, đừng cấm sờ vào hiện vật là được rồi. Không có tội, nhìn có tội gì đâu. Không, có nhiều khi nó ấy lắm. Giống như Phạm Cơ nói đó, nhận còn tội đặng. Không bao giờ, đừng có nhận. Không bao giờ nhận tội phải không? Chúng ta thấy bắt được quả tang cũng cứ chối. Thiệt ra thì cái chuyện hy sinh đời bố mà cũng khố đời con thì ai cũng biết. Hay là cha mẹ hy sinh cho con cái đó tốt hơn thì cái điều đó là điều hiển nhiên hả? Gia đình nào cha mẹ nào cũng là như vậy hết. Nhưng mà có người nói là cái câu này nó cũng nhiều khi nó cũng có hại, bởi vì cái người Việt Nam của mình đó là cho con cái quá nhiều đi, có bao nhiêu cũng cho con hết, cho nhiều quá đến con cái cũng chẳng biết tự lo gì hết, 30 tuổi rồi mà vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ, và cho quá nhiều thì khi già mình không còn cái gì nữa, mình trở thành cái gánh nặng của con cái của mình, đau ốm bệnh tật. Cho vừa thôi là quan trọng, cho nó thành người và có khả năng tự lập. Thì có nhiều người nói như vậy, đó là coi như là nhiều cái cha mẹ là coi như hy sinh hết, bảo bọc hết, lo hết, bao nhiêu tiền của dồn hết cho con, rồi tới già không có cái gì nữa hết. Rồi xong rồi lúc đó lại muốn là con nó lo lại cho mình, tại vì mình tuổi trẻ mình lo hết cho nó rồi. Vậy cho nhiều quá, hy sinh nhiều quá để mà củng cố đời con như vậy thì... theo quý vị có nên hay không, hay là mình cho cái khác, cho cái sự tự lập rồi mình cũng giữ lại cho mình để cho cái tuổi già của mình đó mình tự lo cho mình được, không có phải là trở thành cái gánh nặng của con cái. Thì đó là một cái mặt ngược lại của cái vấn đề mà người ta nói là hy sinh đời bố để củng cố đời con. Không biết là ý kiến của quý vị như thế nào. Chúng tôi mời quý vị gọi vào 713-931-1560 cũng như quý vị đang theo dõi trên Facebook, quý vị có thể comment ở phía bên dưới về những ý kiến của quý vị và chúng tôi chào đón một thính giả đầu tiên trên đường dây. Dạ xin chào. Dạ xin chào. Hello, dạ không chào chị Minh, hello anh Trương, dạ con chào chú chơi. Dạ, chào chị. Chào chị. Dạ. Nghe anh Trương khỏe lâu lắm rồi. Dạ, dạ cảm ơn chị, chị Vân phải không? Đúng rồi. Cảm ơn chị. Dạ khỏe. Dạ. Vẫn ok, dạ. Vẫn thoát. Vẫn thoát. Dạ. Cô Vi không bao giờ dí được anh Trương hết á. Chụp hụt không à. Dạ. Dạ. Không, em hỏi chị Kiều Trâm mà. Ồ, chị Kiều Trâm hả? Chị Kiều Trâm thì rất là khỏe. Chị Kiều Trâm thì tại vì có baby. Dạ. Thì đang chăm sóc baby một cái trở lại sớm thôi. Dạ. Sẽ trở lại nhanh chóng. Dạ. Nhiều người nhớ Kiều Trâm lắm rồi. Ok, để em trả lời tiếp cái mà chị Minh mới hỏi đó. Thì em nghĩ em không biết với mọi người, những người làm cha mẹ khác như thế nào em không biết. Nhưng mà đối với em á, chị Minh với anh, với chưa chú cơ, chị Minh với anh Trương biết là con gái lớn của em á, nó hiện
thời bây giờ là nó 23 tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà nó vẫn còn thuộc, nó vẫn còn ở với em, mặc dù bé nó đi làm rồi. Nhưng mà anh chị Sugar với chị Minh biết có một lần, nó nói em nè, năm nó mới 20 tuổi nè, nó nói con đi làm, con sẽ lấy dùng tiền con mua ra khỏi nhà, con mua ra, con ở riêng. Cái mới ngồi em giải thích, em nói con à, trong khi con ở với mẹ, với ba, con làm cái chết con bao nhiêu con đều vô nhà băng của con hết, ba mẹ không có xài của con một tí gì. Con nói với ba mẹ, tất cả mọi thứ ba mẹ đều lo cho con từ đầu tới cuối. Thành mà bây giờ con mua ra, con nghĩ đi, một tháng con chi ra cái tiền mà con sơ phòng một tháng là bao nhiêu, rồi tiền ăn tiền này tiền kia, con sơ phòng người ta không có cho con nấu, rồi con đi ăn ở ngoài như vậy hoài, rồi tiền đâu con chịu cho nổi. Nó mới hỏi chứ vậy nếu một tháng là con chi ra là phải bao nhiêu. Em nói nếu mà con mua ao ra, con chi at least nha, mẹ chỉ nói at least thôi, một tháng con chi ra phải là từ 2.000 cho tới 2.500 đô. Con nghĩ con đu đồ nổi không? Con ở với ba mẹ không có cho con cái gì hết. Thì nên với anh chị với cơ biết nói chứ, ok mẹ, vậy thôi con không mua ra nữa. Em nói con hỏi với ba mẹ cái gì con của con ba mẹ để cho con. Khi nào ba mẹ không còn lo cho con được nữa thì cái đó là tính sau. Còn bây giờ cái gì ba mẹ cho con được, ba mẹ cho con hết. Mà có một lần, mà nó có một lần em nói, em nói chứ là em chỉ thương nó một cái duy nhất là có một lần mở đầu năm học, em hỏi chứ con muốn mẹ sắm cái gì mới cho con không. Nó nói đâu mẹ, mẹ cứ lo cho mấy em đi, chừng nào con cần con sẽ nói cho mẹ hay. Dạ, cái này là bảo bọc quá nha, cái này là coi như là anh chị bảo bọc cho con quá rồi. Tại vì em không nghĩ là mình nuôi nó lớn để rồi sau này nó đi làm nó nuôi lại mình. Chưa bao giờ em nghĩ cái chuyện đó. Mà nếu như ngày đó nó có cho tụi em vô viện dưỡng lão, em cũng vẫn chấp nhận. Trời ơi, em không buồn. Ok chị. Dạ. Vì đàn, hết con, vì đàn con thân yêu. Vì đàn con thân yêu. Thôi cảm ơn chị Vân nha. Chúng tôi mời một tác giả trên đường dây. Hello. Xin chào. Dạ. Alo, phải em chị? Đúng em rồi, Kevin ơi. Dạ, chào cà phê buổi sáng, chào chị Tường Minh. Phải không? Phải Kevin phải không? Em nghĩ, dạ đúng rồi em đó. Rồi. Đó. Thế em nghĩ thì sinh đời bố cũng cố đời con á, nó đúng phần nào đó thôi chứ không có đúng 100%, tùy theo mình ở hoàn cảnh nào. Đối với hồi xưa ở Việt Nam thì mình ok, bây giờ qua xã hội Mỹ là tân tiến quá rồi. Không có cái câu nói này ở đối với người Mỹ thì không bao giờ đúng. Hoàn toàn là sai. 99% là con nó sẽ hư. Nếu mình nó còn đi học, mình lo cho nó tới đúng tuổi học tới đại học thôi xong, là phải có trách nhiệm của bản thân của mình. Mình cũng phải lo cho mình nữa chứ, sau này ví dụ mình về lớn mình không có cái gì, con cái nó coi thường mình lắm. Mình không thể nào mà phải lo cho con mình suốt cuộc đời mình được, không có được như vậy. Sai, hoàn toàn sai đối với ở xứ Mỹ này. Nó thì còn không mà sau này mình già mình không có tiền, nó đưa mình vô nursing home ở, cái đó mình khổ mình chứ mà khổ ai. Con nó coi thường, con mình nó còn có vợ có chồng có cái, mình không có tiền nó coi thường mình, nó chuyện bình thường. Bởi vì mình phải lo cho mình nữa chứ không thể nào lo cho con. Và con mình trách nhiệm mình lo nó tới lúc mà nó ra đại học, nó phải có trách nhiệm với bản thân của nó. Nó phải biết đi làm gì, một cứ nghĩ cái lỗ mình cứ có nhiều cha mẹ mình chết trước cái ngày mà ngày nó ra đại học, bây giờ ai lo cho nó phải tự bơi thôi, phải cho nó tự bơi. Giờ có của cỡ nào cũng vậy á, mình phải cho nó tự bơi. Mình đứng sau lưng nó, mình coi nó bơi như thế nào, cái đó là mình đúng. Chứ còn mình cái gì mình ấp ủ, cái gì mình cũng lo cho nó hết, sẵn hết cho nó, dọn bàn sẵn cho nó rồi. Nó thành thói quen, chờ lỡ một ngày nào đó cứ nghĩ tới là nó không còn ai cho nó, lo cho nó để nó bơi, làm sao nó bơi. Mình phải cho nó tự bơi. Nó vấp ngã giống như một đứa bé vậy, nó bơi, nó đi, nó mới tập đi, thì nó té, nó đứng lên nó đi. Nó đi biết nó sẽ đi được thôi. Cũng giống như anh Kevin vậy đó, đi qua Mỹ 7 giờ sáng, 8 giờ đi làm đúng không? Đúng vậy, em nói thật, từ năm 14, 15 tuổi tới bây giờ là em chưa bao giờ xin ba mẹ một đồng luôn. Tới bây giờ luôn, là gần 50 tuổi rồi. À, bây giờ mới biết tuổi nha. Yeah, em nói thật, chưa bao giờ lấy của cha mẹ một đồng. Trừ khi cho thôi, không bao giờ lấy. Coi như là anh không chấp nhận mình cái câu này, tại vì cái câu này nó sẽ làm con cái của mình hư đúng không? Đúng vậy, cái đó thường thường mình lo cho nó quá. Em nói thật, một cha mẹ mà lo cho con quá, 99%. Em mới cho 100, không
là con nít là con là nó không hư thôi. Thường thường là đứa nào nó cũng hư hết. Gan tì luôn. Gan tì luôn hả? Trời ơi, nói như là đinh đóng cột vậy đó. Cảm ơn anh Kevin nha. Em có con rồi, em không phải con em nó bị rồi, chứ không phải là nó không bị. Mấy tuổi em rồi? Rút kinh nghiệm. Con em 22 tuổi rồi. À, ok. Dạ, rút kinh nghiệm bản thân phải không? Chia sẻ đúng không? Rồi, cảm ơn anh Kevin. Cái đó là... Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. À, chúng tôi thấy Kelly Nguyễn nói là hy sinh đời bố củng cố đời con. Đó là một sự biện hộ dối trá. À, có nghĩa là một ai đó không chấp nhận sự thật trong bất cứ trường hợp nào. Ý kiến của Kelly ở trên Facebook, và chúng tôi mời một giả kế trên đường dây điện thoại ạ. Dạ, mời quý vị. Dạ, 6426. Hello. 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 Hello, dạ. Yeah. À, chào Cộng Thị Sáng. Dạ, dạ, chào. Cái tôi nghĩ cái câu mà hy sinh đời bố củng cố đời con á, khởi đầu quá là một câu nhạo những quan chức tham nhũng ở Việt Nam. Vì tôi nhớ có một quan chức cao cấp tham nhũng khi ra tòa và hỏi lý do anh làm điều này, thì ông ta nói rằng tôi hy sinh đời bố để củng cố đời con. Đó. Với lại cái câu mà đồng tiền là Phật là cũng một câu ngạo của bên Việt Nam. Ừ. Chứ mới đầu nó không phải là một câu để mà nói về cái thực tế của vấn đề đó. Ừ. Đó. Theo tôi nghĩ là như vậy. Đó. Cái gì nó cũng biến thể từ lúc đầu rồi, nó có cái ý nghĩa khác rồi, người ta truyền miệng, người ta nói lui, nó tự thành ra một cái chuyện vui rồi, thành ra một cái chuyện khác nữa, thành ra mình đúng thể, thành ra qua đây rồi nó cũng biến thể nữa, thành ra cái chuyện mình nói chung là để nó khối hài cho vui vậy thôi anh. Dạ dạ dạ, thì theo tôi cũng nghĩ vậy, cho nên tôi muốn nói về cái nguồn gốc đúng không? Cái nguồn gốc của nó là hơi xấu đấy. Dạ. Nó có sao đâu. Dạ, thì dân chủ Việt Nam nó có xấu. Dạ, dạ. Nguồn gốc từ dân Việt Nam thôi. Dạ. Khi nói về mục đích của ai mà tham lam làm tiền bạc hay là muốn kiếm lợi về vấn đề gì á, bất chánh đúng không? Cũng có thể được thực. À, họ biện luận câu đó. Đó. Còn riêng ở Mỹ này đó, thì cái câu đó đó thì nó có nhiều ý nghĩa lắm. Mình có thể nghĩ về tiền bạc, nghĩ về đạo đức, hoặc nghĩ về mục đích xấu, mục đích tốt gì cũng được hết. Chứ ở Mỹ này đó thì tôi thấy đó, cha mẹ đó mà muốn để tiền cho con, nó muốn để di sản lại cho con, nhiều khi nó không nhận. Ừ, bởi vì dạ, con cái học hành ăn tiếng hơn mình, nó có nhiều hơn mình nữa, thì mình chỉ có để cho nó lại cái đạo đức. Ví dụ như mình muốn giúp người này giúp người kia, để theo cái đạo đức của người ở đông mình đó, muốn để lại cái may mắn cho con mình, hoặc là làm điều tốt để gây dựng cái tôi cũng biết tiền sao, nhưng mà gây dựng một cái bách sao cái tương lai cho con cái hả? À, cái câu này thì nãy giờ thấy quý vị nói là hy sinh đời bố củng cố đời con, nghĩa là nói về mấy thằng tham nhũng thôi. Ý kiến của Liêm Nguyễn nói như vậy. À, nhưng mà thí dụ như là cái áp dụng ra cuộc sống bình thường không đúng sao? Thí dụ như là hồi nãy trong cái thí dụ là cái người xấu xấu lùn lùn lấy người đẹp đẹp cao cao thì cũng là cũng được đúng không? Thì mình không? Cái ý ban đầu người ta không có nói vậy, nhưng mà rồi rút cuộc lại cái người đời vui nó chơi riết, rồi, nó riết, dạ, nó vui chơi rồi nói ra rồi đưa thêm ý kiến để cho nó vui thôi, chứ không phải là bắt buộc nó phải như vậy. Dạ, dạ. Gì đâu hy sinh, dạ, nghe cho nó sướng thôi. Dạ. Nhưng lấy được người đẹp và chân dài đó. Nói hy sinh chỗ nào thì đi ra ngoài nó không có được xứng đôi, nó nhìn nó hơi lệch lệch chút đúng không? Lệch như việc cái người đó có chịu không. Rồi, chúng tôi mời một thính giả kế 0465. Hello. Hello. Mời chị. Dạ. Dạ. Dạ, dạ. Xin chào quý vị trên đài. Cái câu mà hy sinh là bố không có rồi con, nãy giờ mới quý vị nói tôi đồng ý hết. Tôi cũng có cái tôi thích, tôi cũng thích, nhưng mà tôi người kỳ sao á, là làm câu là hy sinh đời con cũng có đời bố. Tức câu chuyện đó rồi. Có luôn hả? Đó. Có rồi, tôi chứng kiến rõ ràng mà bằng sự thật luôn là cái cô đó đó, cô nhắm mắt cô đi lấy cái người đó để mà qua bên Mỹ bảo lãnh cha mẹ qua. Chứ tôi hỏi nó thấy cũng tội lắm, nó lấy thằng chồng Mỹ, thằng Mỹ nó về Việt Nam nó kiếm vợ đó. Yeah. Thì nó cũng lãng dạng đang dạng chạy bên Thành đó,
cái tôi mới hỏi nguyên nhân, nó qua nó nói là nó thấy cha mẹ nó khổ quá, mà bây giờ nó không biết làm sao, mà nó muốn cho cha mẹ nó với em nó đều được qua bên Mỹ. Thì nó đi răng la ngoài Bến Thành, nó quen được một thằng Mỹ, nó về Việt Nam nó cưới vợ. Thành thử ra tôi mới hỏi nó, cái nó nói thôi rồi, thì còn nghĩa là nói cho vui cho cô nghe là hy sinh đời con cũng có đời bổ. Và wow. Thì nghĩ yeah. Sao có cái câu chuyện đó đó, sự thật tại hiện tại này. Yeah. Dạ. Cảm ơn cô đã nói lên cái câu chuyện này. Dạ. Dạ, yeah. Yeah, cái chuyện nó có thật luôn chứ không phải không. Là chuyện mà lấy anh Mễ này mà đi qua Mỹ là cổ còn may mắn đó, ở Việt Nam á toàn là lấy Đài Loan, lấy tàu Đại Hàng, lấy Đại Hàng đó. Yeah. Là cái đúng, cái chuyện đúng, đó là hơi đó. Nhiều dạ. Ừ, nó còn may mắn. Dạ. Dạ. Nó còn sợ vọng dấn rớt, nó muốn để cho có bầu liền, nhưng mà nó vô là chỉ cần thử DNA là được qua thôi. Dạ. Chuyện sứ thật đó. Ừ. Anh thì cũng đâu có sao chị, cái tình yêu rồi sống với nhau thì nó cũng quen dần, có gì đâu. Dạ. Dạ thì cái đề tài cô đưa ra cũng hay. Cảm ơn cô nha. Dạ, nếu mà cô có hạnh phúc thì may mắn hả? Còn lỡ như những người họ lấy Đại Hàn, họ lấy tàu, dạ, cũng không có được may mắn. À, chúng ta sẽ trở lại với cái vấn đề đó trong các chương trình sau. Và bây giờ thì trở lại với cái vấn đề là hy sinh đời bố cũng cố đời con. Mở rộng ra thì có nhiều người nói cái chuyện đó, chuyện hy sinh quá nhiều như vậy đó, cũng dẫn tới cái chuyện con cái ỷ lại, cũng như là đa phần thì hư hỏng hơn là thành công. Không biết là quý vị nghĩ như thế nào về vấn đề này. Chúng tôi mời một thính giả kế trên đường dây ạ. Xin chào 0465. Hello. Dạ, yeah, mời anh. Yeah. Đúng luôn. Hello. Chào anh Phạm Cơ. Dạ vâng. Quang Trương và cô Trương Miên. Dạ, chào chú. Dạ, chào chú. Cái đề dài hôm nay, hy sinh đời bố để củng cố đời các con, thực quả rất đúng với tâm trạng của tôi. Dạ. Nếu như làm người chồng, người cha sau 75, cái cuộc sống chắc quý vị cũng hiểu, muốn đi làm cũng chẳng có ai mướn mình cả, muốn sống thực quả cũng khó sống. Do đó bản thân tôi lần thứ 6 vượt biên, tôi mới được đến Hoàng Đảo, và sau 7 năm lưu đày tôi lại trở về Việt Nam. Wow. Khi được phái đoàn Mỹ tái phỏng vấn thì tôi không thể nào cầm được nước mắt sau 7 năm lưu đày ở Hoàng Đảo. Thì gặp ông trưởng đoàn Hoa Kỳ, tôi vô chào ông và tôi đứng để chờ đợi. Ông chỉ nói với tôi hai câu: tôi xin đại diện chính phủ Hoa Kỳ xin tiếp nhận gia đình ông bà sang định cư. Và tôi cũng thay mặt chính phủ Hoa Kỳ xin chia sẻ những mất mát đớn đau của ông sau 30 tháng 4 75. Thực quả anh Tư ơi, cũng như cô Tưởng Minh và anh Quang Chiếu. Tôi nói với ông rằng, ông nói tôi cảm động lắm, nhưng tôi hết nước mắt rồi. 7 năm lưu đày ở Hoàng Đảo, tôi đã cười ra nước mắt và tôi khóc, ngày nào tôi cũng khóc. Sáng đi lễ xong là, đến lúc mà rước lễ xong thì tự nhiên cái cảm xúc của tôi nó dâng trào, tôi không cầm được giọt lệ. Và cái người bên cạnh tôi cứ bảo, ủa cái ông Điều này sao ngày nào ông đi lễ mà cứ rước lễ xong xuống là ông cười là ông khóc như cha chết. Tôi bảo đấy là bên trên còn cho tôi được biết tỏ ra những cái cảm xúc để khóc cho cuộc đời của chính mình và cho nhiều người khác cũng như tôi đã phải bỏ nước ra đi sau 30 tháng 4 bẹp. Thật quả. Đề tài hôm nay thực quả đúng tâm trạng của tôi. Nhưng các con của chú là xứng đáng với cái sự hy sinh của chú, thành công hết rồi đúng không ạ? Tất cả các cháu đều qua đây ăn học xong, đi làm việc, có chồng, có vợ hết. Thực quả cũng nói như cô Tùng Minh, anh Phạm Cơ, Quang Trứng biết rằng cái hoàn cảnh gia đình tôi rất là khó khăn. Thành ra tôi chỉ năn nỉ bà xã tôi rồi, em đừng khóc, để cho anh ra đi. Tức là lần thứ 6, lần cuối cùng tôi nói thời rồi em đừng có khóc nữa, để cho anh yên tâm được ra đi. Sáng ra tôi đi lễ 5 giờ xong.
Dạ. Chỉ mang một bộ đồ. Dạ. Một cái ống. Cảm ơn chú đã chia sẻ câu chuyện. Ra đi. Dạ. Thật quả. Đến khi mà trên ngày hôm nay, tôi luôn cảm tạ bề trên đã ban cho tôi được một sức khỏe và có một quyết định sáng suốt để hôm nay 83 tuổi đời rồi, một con chim đang ẩn mình chờ chết. Tôi rất là sung sướng và cảm tạ. Đấy là cái hoàn cảnh của tôi. Thực sự cảm ơn quý đài hôm nay cho một cái chủ đề rất là đúng cái tâm trạng của tôi. Dạ, dạ, cảm ơn quý đài rất nhiều. Con cảm ơn chú rất là nhiều về câu chuyện rất là xúc động của chú nhé. Cũng là một phần trong những câu chuyện của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta. Cảm ơn chú và chia sẻ nỗi buồn của chú cũng như là chúc mừng cái sự hy sinh của chú đã đơm hoa kết trái cho các con được thành công. Chúng tôi mời một khán giả kế trên đường dây ạ. Xin chào với số 3567. Lâu lắm rồi, chào xin thưa, chào anh Trương và chị Tùng Minh. Dạ. Tôi là Hải ở Minnesota. Dạ, chào chú Hải. Chú Hải, khỏe không chú Hải? Dạ, anh Hải. Dạ, cũng lạnh lẽo quá. Dạ. Không biết bao giờ về Houston cho nó ấm. Hy sinh đời bố mà. Dạ. Dạ, chắc kiểu này hy sinh rồi á. cái câu chuyện, cái câu nói vừa rồi á, thì nó thật sự đó là áp dụng tại Việt Nam nhiều hơn. Cha mẹ nào cũng muốn cho các con muốn có số tiền để khi nào nó cần, nó khốn đốn thì mình giúp đỡ nó. Còn ở bên Mỹ này thật sự cũng không cần đâu, không cần để tiền để mà để cho con đâu. Tại vì tụi nó lớn lên, tụi nó đi học, có khi số tiền nó còn nhiều hơn mình nữa. Yeah. Nhưng mà cái khi anh nó còn đi học, anh phải có tiền mới nuôi nó được chứ. Dạ. Phải hy sinh rồi. Thì đó là hy sinh rồi. Dạ. Đâu có phải hy sinh để nhiều tiền để về sau nó sống sướng đâu. Dạ. Dạ, thì anh nói cũng đúng anh cơ. Nhưng mà nếu mà cho nó thì nó cảm ơn thôi. Dạ. Nhưng mà nó có dư thì cảm ơn thôi. Nhưng mà nếu lúc mà nó đang cần á, ý là em nói là đang cần đó anh cơ. Dạ vâng. Thì mình giúp đỡ nó. Để nó học đại học. Như con gái tôi giúp đỡ nó từ nhỏ, nó sanh ở bên Mỹ nhưng mà nó ảnh hưởng nó sống Mỹ. Chỉ có một chuyện là tôi làm Phật lòng con nó thôi mà nó xách gói nó ra đi. Wow. Đó, anh thấy làm cái buổi làm cái già làm cái Noel vừa rồi tôi hụt hẫng luôn. Cho nên mình thử ra cũng vì vậy đó mà tôi bị người ta nói chết hay như là bị là mình tại sao mình nóng tính là mình la con nó làm chi vậy để mà cho nó bênh con nó bỏ nó đi. Nhưng mà thật sự là giúp đỡ nó rất nhiều. Nhưng mà đối với Mỹ thì đó là chuyện bình thường. Thưa anh, đối với ai cũng vậy hết đó. Nếu nó xứng đáng thì mình tình thương yêu của mình thì mình thương. Còn nếu nó không xứng đáng thì mình coi như là chuyện nó qua thôi chứ có gì đâu. Mình cũng đừng để ý anh kể nó. Rồi ai cũng có cái điều suy nghĩ khi này khi khác. Và em nó trong tương lai nó sẽ nghĩ lại. Cũng như cái chuyện là mình đúng vậy. Ý của chú Hải là muốn nói rằng là cái vấn đề mà củng cố đời con thì nhiều khi nó không được là không nên hy sinh nhiều quá đúng không? Tại vì cái bộ phận của mình phải làm thôi chứ còn mình đâu có nghĩ đến nó phải trả lại cho mình chứ anh. Vâng, thường thường là anh cơ nói cũng đúng anh cơ. Nhưng mà nhưng mà sống trên đất Mỹ thì mình phải hiểu như anh cơ, phải hiểu thế thôi chứ còn những đứa mà ở Việt Nam đó, nó lớn lên khoảng 13, 14 tuổi á, nó qua bên này nó khác anh. Dạ. Nó khác hẳn. Dạ. Cho nên thử ra thôi, đừng có nói vấn đề cộng sản, nó cộng sản thì nhiên nhiên là lừa lọc rồi. Thôi mình không nói tới nữa. Bên này thì cũng vậy đúng không? Cha mẹ cũng phải hy sinh. Nhưng mà nhiều người đều nói là đừng có hy sinh quá rồi cũng không có tốt tại vì con cái nó dựa dẫm vào mình. Nhưng mà qua câu chuyện của chú thì tụi mình rút ra kinh nghiệm là con ai nấy la. Không được không được la con của người khác là đúng an rồi. Toàn nhất. Đúng rồi. Thì con nó sai thì la mẹ nó. La mẹ nó thôi. Mẹ nó là con của chú. Đúng rồi, la mẹ nó chứ đừng có la con ai nấy la. Dạ vâng. Có khi bạn bè tới nhà rồi con nít nó phá mà mình la con của bạn á, mình cũng bị giận nữa đó. Thành thử ra con ai nấy la. Chú ạ. Dạ đúng rồi. Nếu mà tôi biết trước như vậy thì được quá rồi phải không anh nha. Nhân cơ hội của chú nói lên thì chắc là nhiều người cũng rút kinh nghiệm đấy.
biết gì thì bây giờ đâu có buồn vậy hả? À, cảm ơn chú, nói thôi, chứ không có gì đâu, dạ buồn. Chuyện gì nó cũng qua. Ngày năm hết Tết đến rồi, dạ. Này ơi, chúc anh thầy năm mới vui vẻ, quên đi mọi chuyện buồn và nghĩ đến chuyện vui thôi. Quảng cánh lo đi. Dạ, quảng cánh lo đi và vui sống. Dạ. Giận về bữa hết giận, dạ, dạ cha mẹ con cái, bạn bè giận về bữa hết giận, không có dạ, sao. Dạ, đâu có sao đâu. Dạ. Trời, còn có khi này khi khác, Minnesota một năm phải có mấy tháng tuyết anh. Dạ, chú Hải, chúc sức khỏe chú nha. Dạ, ngày hôm nay là hy sinh đời bố củng cố đời con. À, với cái câu này thì có nhiều người không có đồng ý, bởi vì nhiều khi cho rằng cha mẹ hy sinh nhiều quá, rồi con cái quá ỷ lại và có thể cũng trở nên hư hỏng. Không biết là quý vị có suy nghĩ như thế nào trong cái vấn đề này? Mời một khán giả trên đường dây ạ, với số cuối là 9624. Hello. Cô đang. Chào cô. Dạ, chào cô. Chào chị. Kính chào đài anh cơ chú Trương Tường Minh. Dạ. Tôi rất là thích cái đài hôm nay, rất là coi như thông thoáng mà thấy là có cái sự sáng của ngày Tết. Cô muốn tặng Tường Minh một câu này. Tường Minh có thích không? Chứ cô thẳng đi mới biết. Nhưng mà khoan cô ơi, cô tắt giùm cái tivi. Chưa cô nói ra là sao biết được nha. À, bây giờ cô tặng gì đây? Tắt giùm cái tivi, tại vì cái tiếng nó ngược lại. Cô tắt lại. Có nghĩa là cái câu này, hoa cúc vàng đang nở trên đài, chào đài thêm một tuổi mừng, chào anh cơ chú Trường với Thường Minh thêm một tuổi xuân. Rất yeah. Cảm ơn chị. Với những ngày Tết tới đây là coi như thật là vui vẻ và hạnh phúc, mà quên đi những cái ngày bầu cử của gia đình ngày xưa, ngày qua. Để mình, tới đây mình sẽ được hạnh phúc vui vẻ là, yeah. Là cái điều là rất là mong muốn, mọi sự đều qua hết. Yeah. Coi như tới đây gia đình mình vui vẻ, hạnh phúc và cuộc sống mới. Yeah. Miễn sao là năm mới là những cái chuyện buồn nó đừng ảnh hưởng tới các thân chủ quảng cáo của Tường Minh thôi. À, cứ quảng cáo ào ào là vui rồi ạ. À. Anh chưa gật gù. Có nghĩa là cô nói cái câu này có phải là khẳng định là ba cúc vàng đang nở trên đài đây không, hay là đang nở ở ven rừng? Dạ, nở khắp nơi rồi. À, không biết là về cái vấn đề ở trên đài, dạ. Ở chính trên đài của Tường Minh này, dạ. Đài. Rồi cái điểm chính đi. Nói chung cái điểm chính của cô ý là cái bầu cử Biden, quên đi. Quên tên Biden đi phải không? Còn cái vụ kia sao, cái vụ mà hy sinh đời bố để củng cố đời con thì cô có đồng ý không? Cô cũng có đồng ý là một phần này là củng cố đời con, là ví dụ làm cha làm mẹ sinh 5-7 đứa con, nhưng người nào mình cũng thương và mình không có sức, nhưng mà mình cũng phải cố gắng để làm thế nào để giúp cho con cái nó ăn học nó thành tài, rồi hoặc là đứa nào nó nghèo thì mình giúp sức cho nó là với cái bản năng của mình, cái sức của mình. Yeah. Chứ còn mà cái khủng cố đời con là cô nhớ cái khoảng thời trước khi 75, sau khi 75 là bây giờ là hiện tại đất nước quê hương Việt Nam mình nó có cái điều đó là vì cái của cải họ không có bằng, họ có làm ra cực khổ mà họ rất là giàu có, con họ là được sung túc đi du học, làm như là tổng giám đốc nọ kia hạng trưởng đồ. Giàu có bằng họ ăn một bữa ăn của họ 1.500 đô, còn những người khác ở gian đường không có miếng cơm mà ăn. Cái điều đó là cô nghĩ rằng nó không có đúng theo cái câu của mình nói hôm nay. Dạ rồi, con cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô rất nhiều đã gọi vào trong chương trình. Bây giờ hy sinh đời bố củng cố đời con bằng cách này lẹ nè. Cái chuyện tham nhũng cộng sản bỏ qua một bên đi. Em thấy thí dụ như là có một người yêu một cái cô đó ha. Rồi xong rồi nhưng mà thấy cái cô đó thì không có khá lắm. Thôi hy sinh cái tình yêu đó rồi nhảy vô cái cô kia, giàu ơi là giàu, không hy sinh đời bố bỏ tình yêu mình lấy thằng em rất là giàu không thương gì mấy, nhưng mà đẻ con ra sung sướng. Gật nữa. Tường Minh có những cái kêu bằng cái gì ta, ý tưởng rất là độc đáo, mình không nghĩ tới. Mình chỉ đơn giản như là hy sinh đời bố, tức là bây giờ những gì mà đời bố chưa làm được thì nên cố gắng mình
mình làm việc, mình đầu tư nhưng cho con cái dễ, hy để sinh như vậy. Đúng rồi, đâu dễ. Bây giờ hy đó sinh là, một cách rõ đó, ràng là hy sinh mặc dù là không có yêu người đó, nhưng mà cái người đó có cái hữu nếp, thôi nhắm mắt nhảy vô đi, con cái sau này đến sung sướng. Hy sinh tức là ăn rồi, tức là mài vàng ra nước vô bao bệnh chết đó. Chứ thôi mời một thính giả kế ạ. Xin chào 7603. Hello, mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Rồi, dạ. Chào các quý vị trong đài. Dạ, chào. Tôi Tony ở Austin đây. Dạ, chào anh Tony. Ok. Thì trong cái câu mà mới đưa ra đó là coi như hy sinh đời bố củng cố đời con, thì nói theo kiểu mà ngày xưa coi như là cái của Việt Cộng ngày xưa đấy ở bên Việt Nam đi. Yeah. Thì tôi thấy nó áp dụng với cái đời sống của gia đình tôi thì nó cũng có thể là đúng đó. Bởi vì ngày xưa đó mà gia đình tôi ở Việt Nam thì cái thời mà ba tôi thì đi cải tạo về, rồi tôi thì đi lính, đi nghĩa vụ quân sự đó, thôi mà năm mà bên Campuchia đó, thì tôi thì đào ngũ, tôi về, thì ba tôi mới nói là thôi bây giờ là gia đình mình kẹt quá rồi, với 8 đứa con, thì ba tôi nói là thôi bây giờ mình phải đi vượt biên thôi mới sống nổi. Yeah. Thì lúc đó là phải bỏ lại, coi như là đâu có đi được hết, thì ba tôi nói thôi bây giờ là ba phải hy sinh đi với lại đứa có 2 đứa con, thì ba tôi mới là coi như là lái tàu thì mới đưa được 2 người, tức là tôi và đứa em thì đi. Thì nói thôi bây giờ thì để mẹ tôi ở lại thì phải coi take care hết mấy đứa nhỏ. Yeah. Ba tôi rất là buồn nhưng mà bây giờ phải hy sinh thôi. Thì cái câu đó thì sau này thì qua bên đây thì nói là ba tôi mới nói là bây giờ đi được á thì mình sẽ có một đời sống mới, rồi có thể đi làm, có tiền về gửi về Việt Nam lo cho mà bầy con với lại vợ ở Việt Nam. Yeah. Thì đó là ba tôi hy sinh đời bố để củng cố đời con, và yeah, sau này thì bây giờ đưa hết cả gia đình qua bên đây. Yeah. Thì đó là còn tôi á thì lúc đó là cũng có một cái câu, tức là một á là con nuôi má, 2 á là con nuôi cá. Đúng rồi, con này nghe nhiều. Yeah. Yeah. Thì mình cứ nghĩ là mình đi á là chết, nắm cái chết trước. Yeah. Chứ không ai mà nghĩ là vượt biên mà sống được hết á. Tại vì mình bởi vậy nói là mình đi hy sinh. Thì để cho cái đời sau, thì tôi thấy là bây giờ là có cái hậu đằng sau rồi đó. Dạ. Yeah. Vậy là cái như là cái phần đó áp dụng như gia đình anh thì là tốt. Dạ. Yeah. Mục đích tốt thì nó sẽ là tốt. Dạ, dạ. Cảm ơn anh Tony. Cái đó là từ cái sự hy sinh của cha mẹ với một cái mục đích tốt, những cái phấn đấu tốt, thành thử ra nó ra cái kết quả tốt. Nhưng mà trên Facebook thì cũng có thính giả nói là thính giả Lương Võ nói là thương con mà hy sinh quá, nhiều lúc làm những chuyện bất hợp pháp. Thì ra áp dụng vô cái câu là hy sinh đời bố, là biết là cái việc đó là bất hợp pháp nhưng mà vẫn hy sinh để làm, để mà củng cố đời con. Thì nếu mà cái mục đích xấu thì nhiều khi kết quả không biết ra sao. Chúng tôi mời một khán giả kế trên đường dây điện thoại 7331. Xin chào quý đại. Dạ, chào cô. Dạ, tại tôi hỏi câu này nó hơi vấn đề một chút, mà tôi có 2 bà bạn, tôi bực mình quá chịu không nổi. Cũng vì cái tên của ông Bủ Kiểm á, một bà thì nói là Bủ, bà nói Vũ. Mà sáng nào 2 bà cũng cãi với nhau hết. Quý đại cho tôi biết là Bủ hay là Vũ. Anh Cường ơi, cái lô thớt đâu, cái tên của xứ công viên đâu, bỏ lên cái trên màn hình TV nha, để cho thính giả cãi quá trời luôn. Nhiều khi cái tên của mình nói nhanh quá đó. Quang Chương thì hồi nãy nè, Liêm Nguyễn đó, đính chính luôn nè, tên của xứ công viên. Liêm Nguyễn nói là thấy anh Nguyên Chương là ok rồi, nhưng mà không phải Nguyên Chương. Dạ, anh này là anh Quang Chương. Quang Chương. Yeah. Nha. Yeah. Nói chậm rãi. Yeah. Thường thường cái tên của mình phát âm rất là nhanh, tại vì quá là quen thuộc rồi, nhiều khi mình phát âm rất là nhanh. Tường Minh thì đi ra ngoài bị người ta kêu là đi vô cái quán phở danh đó,
không phải Phở Dũng á, thì mấy cái người trong tiệm phở đó, chị này là chị Từ Minh. Ông kia ông nói chứ không Tường Minh, mà mình nghe nói chỉ là Từ Minh rõ ràng mà không phải Từ Tường, Tường là Tường Tận đó nha. Dạ Tường Minh. Rồi Vũ Kiểm, Vũ. Dạ. Đến người Bắc mới có họ Vũ, còn người Trung nó có họ Vũ. Là Võ. Dạ. Dạ. Vũ, Vũ, dạ, Vũ Kiểm. Dạ. Rồi còn tên ai mà không không đúng nữa. Thì để nói luôn hỏi một lần, hỏi luôn một lần. Dạ. Dạ. Dạ, hai bà cứ cãi hoài nha, nhức đầu với một câu chót này nữa. À, cái quảng cáo mà thương mại về cái gì phở lá chanh gì đó. Dạ. À, mấy bà nói mấy cái câu đầu nghe thấy hay quá mà câu chót nghe thấy sợ quá. À, cảm ơn cô. Dạ, nhiều dạ. Khi quảng cáo như vậy nó mới làm cho cô nhớ đó. Cảm ơn cô rất là nhiều nha. Dạ. Đã quan tâm rất là chi tiết tới các chương trình của đài. Xin cảm ơn cô. Dạ, dạ vâng. Sao tên có thường thường là có tên của xứng công viên ở phía bên dưới các chương trình ha, hiện lên ai ở trên màn hình thì có tên của người đó ở dưới. Nhưng mà tụi mình thấy thì nhiều cái lúc mình nói mình phát âm nhanh quá đó, rồi quý vị nghe không có kịp, thành ra không có nhớ được chính xác cái tên của xứng công viên. Nhưng mà không sao, nghe chữ chương là biết là ông này rồi. Dạ. Cái chữ cuối chữ trước thì không sao đâu. Nguyên chương, quan chương gì từng mình nghe cũng biết là nói ông này rồi. Dạ vâng. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 7139311560. Còn một ít thời gian trong chương trình và đường dây chúng tôi đã trống trở lại. Hồi nãy thì rất là đông nhưng mà tụi mình không có tiếp chuyện quý vị cùng một lúc được. Cũng như là Liên Nguyễn nói thì không thể dạy con ở đây vì điều kiện vật chất đầy đủ nên các cháu bị cưng chiều quá đáng. Nói là chắc là chị muốn nói về cái cuộc sống ở Mỹ khi mà điều kiện vật chất quá đã đầy đủ rồi, cưng chiều quá thì rất là khó dạy. Tạm dịch là như vậy ha. Tại vì quý vị ở trên Facebook nhiều khi không có để dấu đó, rồi đọc comment của quý vị cũng khó lắm. Ví dụ như người đàn bà đạm đang mà không giấu. Dạ đó. Không dạ. Giấu không giấu thì cũng mệt ha. Có nhiều comment ở phía bên dưới lắm. Câu nói đó chỉ ra những người không chấp nhận cái sai, khuyết điểm hoặc không có tự tin của mình và luôn miệng đổ thừa cho số phận của mình và biện hộ cho cái sai. Kelly Nguyễn có ý kiến như vậy. Cũng như là Christy Lê thì nói đừng bao giờ nghĩ là con cái phải trả ơn cho mình vì mình có trả ơn cho cha mẹ mình không? Có hả? Có trả ơn cho cha mẹ không anh Trương? Có chứ. Có chứ đúng không? Đắc buộc. Sao không? Dạ vâng. Đổng Kim Bình có ý kiến là theo em nghĩ đó là gia tài để lại cho con không có gì quý bằng sức khỏe của mình, phải không? Bắt đầu sao thấy nó vẻ nó hơi rộng quá, rộng rồi, đúng quá. Rồi à. Bây giờ gia tài để lại cái nhà triệu đô vẫn ok. Vâng, 7139311560. Khi mà đưa ra cái đề tài này thì tụi mình thấy có nhiều người nói rằng cha mẹ bây giờ đó có điều kiện rồi nuông chiều con cái quá, bảo bọc quá, thành thử ra đến cái lúc mà các con 20-30 tuổi rồi rất là sống dựa vô cha mẹ rồi, không có cần phải lo, không phải nghĩ gì hết. Các con sống có vẻ hơi ích kỷ, rồi khi mà tuổi già, cha mẹ già yếu rồi thì tại vì cái bao nhiêu cái công sức tiền của dốc hết cho người con rồi, thành ra cái tuổi già lại không còn cái gì ở trong tay hết. Rồi lại dựa ngược vào con cái thì nó rất là buồn khi mà cái tuổi đó mà phải dựa vào con cái. Thì không biết là anh Trương với chú Cơ thì suy nghĩ như thế nào. Và mời quý vị, sao bây giờ còn mấy phút nữa thôi quý vị, đâu hết rồi, lúc nãy đông quá chừng bắt phone không kịp. Chú Cơ. Tôi thì tôi không có ý kiến về chuyện đó. Bây giờ tôi cũng già rồi mà chuyện nhờ. Có hy sinh không? Thật ra thì không biết là mình phải cô động lại cái góc cạnh nào. Chứ bây giờ cũng có gì hy sinh đời bố cũng có đời con. Nếu mà nói về vấn đề mà tham nhũng giống như mình Cộng sản Việt Nam đó thì cái đó không nên. Nhưng mà nếu mà vấn đề mà một người cha, một người mẹ mà cố gắng làm con việc chuyện, đi làm đêm, đi thức hôm để mà kiếm ra mớ tiền để mà nuôi cho nó ăn học, để mai mốt hy vọng là nó có bằng cấp, nó làm việc với người ta đỡ hơn, thì đó là cái điều đúng. Dạ. Đúng. Nhưng mà cái
trong cái trong cả hai cái còn điều cái đó hình thức người ta có nhiều người là tại sao lại lo cho con quá đó đó thì đó, đó là cái hình thức mình take care cho con lo cái đó quá, mình nói tới lo quá thì đó tự mình đâu đưa có ra lo cái... quá đâu mình chỉ cố gắng đi làm để cho con mình tạo điều kiện cho con mình để nó thực hiện được cái điều mà nó có thể là tương lai nó đỡ hơn cái đời sống của mình bây giờ thì mình giúp nó thôi tại, chứ còn đâu có nói rằng là sẽ tập trung hết của cải bán đưa cho nó hết đâu đâu ai nói vậy thì đúng nhưng mà thí dụ như là có con cái không có chia sẻ những cái sự hy sinh của cha mẹ nhiều à coi như là nhiều cha mẹ mình nói chứ ô thế con cứ lo học đi lo cho tương lai đi rồi cái gì từ quần áo tiền bạc cái gì cha mẹ cũng nai ra làm hết giặt giũ cái con cứ ngồi đó học đi không cần làm gì hết để cho ba mẹ lo thôi thì cái đó là nói về cái hình thức đó tức đúng là rồi. Mình cách nào mình hy sinh cho con mình bằng cách nào rồi chúng tôi không? Sẽ nghe ý kiến một khán giả kế trên đường dây. Rồi chào chào ban điều hành của Cà Phê Sáng. Dạ xin tại chào vì cô. Thấy dạ, dạ vâng dạ, tôi Liên ở Đà Lạt ạ. Cô Liên tôi dạ vâng tôi thấy sắp hết giờ rồi nhưng dạ. Mà tại vì bây giờ không có ai gọi vào thành ra tôi vớt cú chót nha. Vớt dạ. Dạ, đó thưa, vâng thứ nhất á dạ vâng theo cái chủ đề á hy sinh đời bà bố để cứu vớt đời con nó cũng như là cha mẹ mình cố gắng hy sinh làm để cho các con ăn học. Đó là mình hy sinh như vậy để cho các con nó có cái tương lai. Đó là cứu vớt cho đời các con. Hoặc là chồng vợ chẳng hạn vậy qua bên này. Nghĩa là người chồng hoặc người vợ hy sinh làm hai job, ba job để cho cái người kia được cấp sách đến trường và có một cái cây bằng để mà tương lai cái người đó đỡ được ít ra. Cũng phải có người, chứ còn làm cu li hết cả bằng ấy người thì người ta đành phải một người hy sinh để cho những người khác, cho vợ, cho chồng, cho con được có cái tương lai tốt hơn, đó là hy sinh. Còn hy sinh hoặc là các cô gái ở những xứ nghèo đó thì muốn cho gia đình thoát nghèo hoặc là muốn cho gia đình cha mẹ nở mày nở mặt hàng xóm người ta xây nhà 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, hy sinh đi lấy chồng ngoại kiều để có tiền cho cha mẹ giúp đỡ, đó là hy sinh cái cuộc đời của những cái người chấp nhận hy sinh để cho những cái người kia được sung sướng, đó là hy sinh. Còn cái tình thương của cha mẹ để của lại cho con đó, ăn thua mỗi người thôi, mỗi gia đình thôi. Giống như tôi này, nếu mà con cái đó mà đứa nào đó nó lo được cho chúng nó thì đỡ, còn đứa nào không lo được cho chúng nó mình cũng không đành lòng. Và tôi cũng có ý nghĩ vậy này, nó không lo được cho cái đời nó thì chắc tôi phải nuôi cho đến già, may ra cho tới cái tuổi 62 nó ăn hưu non rồi mới thôi. Trời đất ơi. Dễ sợ luôn, nuôi cho tới giỏi quá thì quá giỏi làm sao mà có được như vậy được. Yeah. Nuôi người ta thấy tới 20-30 tuổi rồi mà còn dựa vô cha mẹ là ta thấy ớn rồi, còn cô là nuôi cho con tới chắc là ăn hưu non luôn. Đấy đó, bởi vậy mình mới dạy vậy, tại vì cái tình thương đôi khi mình cứ nghĩa là mình cứ nghĩ bụng mình bảo mình bưng chén cơm mình ăn mà trong khi con mình không có chén cháo mình cũng không đành lòng nuốt được, đấy nó khổ vậy đấy, làm cha làm mẹ nó là như vậy. Bởi vậy cho nên đó là cái sự hy sinh, cái thương yêu của tùy theo người, còn có người nhưng như vậy thì cô thấy có nên hay không? Nếu như mà qua kinh nghiệm của cô như vậy rồi, tình thương thì đúng rồi, sự hy sinh thì đúng rồi, nhưng mà cái hy sinh đó giống như là cái chủ đề hồi nãy tụi mình đặt ra đó, là mình hy sinh quá như vậy, mình làm mình tích góp, mình để gia tài lại, mình bảo bọc cho tới về hưu non luôn, vậy thì cái người con mình nó quá ỷ lại, chả làm gì cả, cứ ngồi đó mà hưởng thôi. Nhưng mà hồi đó hưởng đâu có nhiều tiền để mà hưởng đâu, thành ra chỉ có lo chuyện ăn uống thì chưa phải. Nhưng mà như vậy mất luôn cái sự phấn đấu của người con của mình rồi. Dạ. Dạ vâng, đó là cái sự dạy dột của những người quá thương con nó là như thế. Còn nhưng mà cái vấn đề đó, mình hy sinh là một chuyện, nhưng mà cái phần phúc của mình có được nhờ con hay không là một chuyện. Tại vì nhiều khi có những người hy sinh cả một cuộc đời, hy sinh tất cả để cho con được sung sướng, mà rốt cuộc con mình nó lại cũng không hiểu được cái chuyện đó, thành ra cho nên là mình cũng không thể. Tôi thấy có nhiều cha mẹ không lo cho con mà rốt cuộc con nó lại ngoan ngoãn, nó lại nên người, nó lại báo đáp. Còn có những người hy sinh cho tới khi nghĩa là nhắm mắt thôi mà con cái nó cũng không, thì đó là cái phần số của mình thôi, chứ còn ai cha mẹ nào cũng thương đa số. Dạ, mình có cái bổn phận là mình giúp đỡ con mình nếu được.
Dạ. Còn mà mình đừng có hy sinh quá. Yeah. Cô đúng là hốc dạ, của chó. Thì bởi. Thì, yeah. thì nếu mà mình còn enjoy được như anh Cơ, cứ nghĩa là làm tao làm 5 ngày 6 ngày tao lo cho chúng mày, còn cuối tuần là phải thuộc về tao, thành ra cho nên anh cứ thứ 6 là anh vui vẻ là được, cái thứ 7 chủ nhật anh có họp bạn. Thì như vậy là được, anh đúng quá, anh làm như vậy là quá đúng. Còn có khi nhiều người không từ ngày thường đi làm là để là cùng hy sinh cho mình thôi, rồi bởi vì nếu mình đi làm chắc mình già rồi mình chết liền. Thật phải đi làm, không đi làm khó chịu lắm. Còn cái chuyện cuối tuần làm chuyện riêng nữa, thành nói thưa quý vị, thưa chị như vậy mới là hy sinh đời mình, thì con mình không đau là con mình khỏi lo. À, đó là cùng cố đời nó. Thì con á, nếu mà đứa nào đứa ấy nó thành công, thành tài, thành nhân đó, tất cả mình không phải lo âu gì nữa, đó là cái điều tốt rồi. Chứ còn thương cha thương mẹ thì chỉ cần chúng nó nghĩa là đầy đủ là mình vui rồi, chứ còn mình cũng gia đình nó vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi. Chứ còn yeah. bây giờ thì cũng chẳng trông mong gì đến con đến cái rồi. Cảm ơn tất trông cả trông mong cho con COVID nó đừng có tới viếng. Dạ yeah, không chị đó thấy không điện thoại gọi vô đài giống như một làn sóng gì đó, cái như là gọi ào bắt không kịp rồi xong rồi cái sắp hết giờ cái ngưng cái sắp hết giờ cái gọi vô ào rồi xong rồi thính giả nói chứ tại sao cô gọi vô không được, phải từng mới nhắn tin rồi tại sao gọi không được, hồi nãy khó hứng là gọi để hèn đi chích corona nữa. Nhưng mà hồi nãy trống thì không có ai gọi hết. Quý vị gọi vô thì chờ đợi chút xíu rồi chúng tôi sẽ tiếp chuyện quý vị. Quý vị gọi vô chờ chút cái chịu không nổi cái tắt phone thì tắt rồi tắt là luôn một lượt vậy đó. Thôi thì đến đây thì cũng đã kết thúc chương trình Cà Phê Sáng rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào tham gia cùng với chúng tôi với cái đề tài cũng để cho chúng ta suy nghĩ trong ngày hôm nay về hy sinh đời bố củng cố đời con. Đều có những cái mặt tốt và những mặt không tốt tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình, như một thính giả đã nói ở trên Facebook. Và Tường Minh, Quang Chương và chú Phạm Cơ kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai thứ 6 cũng từ 8 giờ cho tới 9 giờ 10. You could meet us by and by and roll. Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888 Hepatite giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. Vinashoptv.com 1-855-855-5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-5888 Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. VinashopTV.com 1-855-855-5888